Một bản tin khác cho biết là sinh viên ngoại quốc ở Nhật Bản lâm vào tình thế khó khăn giữa đại dịch. Một sinh viên Việt Nam ẩn danh tại một trường đại học ở Tokyo chia sẻ câu chuyện của cá nhân với đài NHK. Cô trang trải học phí đại học và chi phí sinh hoạt bằng cách làm việc bán thời gian. Nhưng thu nhập của cô giảm mạnh do đại dịch coronavirus. Nếu không có bất cứ cách nào để mà trang trải học phí đại học của cá nhân, thì việc bỏ học đang trở thành một khả năng thực sự. Cô không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ gia đình ở Việt Nam kể từ khi cô đến Nhật Bản cách đây 5 năm. Làm việc bán thời gian tại một quán rượu Nhật Bản, cô từng kiếm được khoảng 100.000 yen tương đương 950 Mỹ Kim một tháng. Đây là số tiền tối đa mà cô có thể kiếm được vì luật pháp không cho phép sinh viên làm việc quá 28 giờ một tuần. Cô sống trong một căn chung cư ở tỉnh Saitama. Để giảm bớt chi phí thì cô sống với em gái nhỏ hơn 4 tuổi và đang theo học tại một trường dạy tiếng Nhật cùng với hai người Việt Nam khác. Sau khi trả học phí thì tiền thuê nhà và tiền điện nước, cô chỉ còn lại khoảng 10.000 cho đến 20.000 yên mỗi tháng. Ước mơ của cô là được làm việc tại một công ty Nhật Bản. Với hy vọng sẽ tham gia vào lĩnh vực kinh doanh quốc tế trong tương lai, cô cũng đang theo học tiếng Trung. Từ khi đến Nhật thì cô chưa từng một lần về Việt Nam. Thay vào đó, cô dành hết thời gian để học tập và làm việc. Cô cho biết nếu như bị đuổi khỏi trường thì mọi công sức của cô sẽ trở thành vô ích. Cô nói rằng ở Việt Nam muốn có việc làm phải có móc nối, liên hệ và đây là lý do tại sao cô muốn ở lại Nhật Bản để học và tìm việc.